tiêu ở mùa giải 2021 là mình sẽ cố gắng là vô địch V-League. Và cái điều mà Hải cũng như là tất cả các anh em luôn luôn suy nghĩ vào đâu đó là sẽ một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch AFC Cup. Thật sự thì trong bóng đá đều có thắng có thua, và khi mà mình thất bại thì mình phải tìm ra những cái điểm mà mình chưa làm tốt. Và cá nhân Hải cũng như tất cả anh em đã có những cái buổi rút kinh nghiệm sau trận đấu đó, và chắc chắn rằng thất bại đó sẽ làm anh em sẽ khiến anh em trở lại mạnh mẽ hơn, và toàn đội sẽ phải nắm chặt tay nhau để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tất nhiên là cái thể thức thì sẽ gây một chút khó khăn với Hà Nội, nhưng mà Hà Nội chưa bao giờ chịu khuất phục với những khó khăn, và tất cả thể thức nào cũng như là trận đấu nào thì Hải nghĩ rằng là ban huấn luyện cũng như là ban lãnh đạo đã có những phương án để mình có thể khắc phục những khó khăn đó. Điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ phải giữ được sự tập trung cũng như là thật là đoàn kết để có thể vượt qua được những trận đấu khó khăn này. Thấy mùa giải năm nay là mùa giải rất là đáng chờ đợi, vì tất cả các đội bóng đều đầu tư rất là mạnh mẽ và có một cái lực lượng rất là tốt. Và thực ra thì đến thời điểm hiện tại thì Hải thấy tất cả các đội đều rất là đáng để mình phải cẩn trọng. Anh nghĩ là chắc chắn là mục tiêu đầu tiên là Hà Nội phải ở trong top 6 để cũng mình có thể nuôi hy vọng đạt được ngôi vị cao nhất. Sau đấy thì Hải nghĩ rằng sẽ có như Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng, Viettel. Hải nghĩ rằng là trải qua một năm 2020 và có rất nhiều những giải đấu bị hoãn và lịch thi đấu bị hoãn theo dịch bệnh, thì Hải nghĩ rằng tất cả các nghề nghiệp khác cũng bị ảnh hưởng thôi, không riêng gì bóng đá. Và Hải cũng như là tất cả anh em luôn luôn phải sẵn sàng để làm sao mà mình khi mà quay trở lại những trận đấu, quay trở lại với những giải đấu thì mình luôn luôn có được một cái thể trạng tốt nhất.